chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Bão Ngầm. Bà Hương từ Nguyệt Thảo Mai đến bà trùm xã hội đen ở phim Bão Ngầm, diễn viên Hà Hương kể về lần trở lại màn ảnh sau 21 năm từ vai diễn kinh điển Nguyệt Thảo Mai trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Không kỳ vọng Xuân, Mẫu Hậu lấn át Nguyệt Thảo Mai, điều gì đã thuyết phục Hà Hương trở lại màn ảnh sau gần 20 năm kể từ Phía trước là bầu trời? Vai bà trùm lần này có điểm gì thú vị chị? Một ngày anh bạn thân thiết làm phó đạo diễn có gọi cho tôi nói về bộ phim Bão Ngầm và chia sẻ các vai chính đều đã được sắp đặt, chỉ còn vai vợ ông trùm nên nói tôi đi casting. Sau buổi casting, tôi được hẹn ngày đi quay. Cái khó nhất ở phim này là tôi không phải thoại nhiều nhưng lại đặt ra một thử thách, ngoài hình tượng bên ngoài thì nội tâm phải thế nào, chứ không thể diễn ra một người đơn giản khơi khơi được. Đôi khi nét mặt không thể bộc lộ ra hết mọi suy nghĩ trong đầu, đó là điểm khó nhất của nhân vật, bởi Xuân Mẫu Hậu khá giả tạo và nặng nề tâm lý với tôi. Khi phim lên sóng, xem các phân đoạn mình diễn, chị thấy đã ra chất của bà trùm mà đã thấy ưng ý chưa? Quá trình quay và lên phim Bão Ngầm sẽ có những điểm khác nhau, tôi vẫn chưa để ý được góc máy nào lợi thế cho mặt của mình. Mình không bao giờ để ý đến máy quay mà chỉ tập trung vào vai của mình. Mọi người cũng góp ý rồi nhặt sạn và tôi lắng nghe mọi lời nhận xét. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói là những thước phim này lên là đã được kiểm duyệt từ lúc quay và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phân đoạn. Có thể người xem chưa thể hiểu hết ngay được, nhưng dần dần mọi việc sẽ được bóc dần từng lớp. Hà Hương có gặp áp lực vai diễn lần này phải vượt qua cái bóng quá lớn của Nguyệt Thảo Mai 20 năm về trước hay không? Nguyệt Thảo Mai và Xuân Mẫu Hậu là hai tuyến hoàn toàn khác nhau. Một tuyến là nhân vật chính, một là nhân vật phụ. Tôi không kỳ vọng Xuân Mẫu Hậu lấn át Nguyệt Thảo Mai, bởi từ ngoại hình, tư tưởng đến đường lối nhân vật là khác nhau. Tôi cũng không mong khán giả sẽ so sánh Nguyệt của 21 năm về trước và Xuân Mẫu Hậu của hiện tại. Tôi chỉ muốn mọi người xem Hà Hương có phải diễn viên có năng khiếu trong nghề hay không, có xứng đáng với tình cảm yêu quý của mọi người bao nhiêu năm nay hay không. Vì thế tôi luôn cố gắng trong mỗi lần mình xuất hiện sao cho chỉnh chu. Thank you.